Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 6 giờ chiều, tức là 18 giờ của ngày 18 tháng 1 năm 2022. Và tôi cập nhật cho các bác cái thông tin mới nhất về vụ án Việt Á. Sau cái việc rào trước về CDC Nam Định hôm kia, thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các bác rằng là về CDC Đắk Lắk. Theo như lời khai của cô nàng thủ quỹ Phan Tôn Noel Thảo thì báo cáo với các bác 62 trên 63 tỉnh thành mà không chỉ có CDC còn có các bệnh viện nữa cũng mua cái kit test của công ty Việt Á và nhận với số tiền lại quả tương ứng. Thường thường là từ 20 cho đến 25% cái giá trị hợp đồng. Nhiều người cho rằng là cái phần trăm lại quả này nó là một cái nét văn hóa của người Việt. Tuy nhiên nó là cái sự biến tướng, nó là một cái sự nhận hối lộ nha các bác. Và có thể nói thế này, đây là một cái vụ án cực lớn và C03 không thể nào làm hết tất cả được các tỉnh được. Chính vì vậy cần một cái sự kết hợp giữa các tỉnh. Và về mặt lợi và mặt hại tôi sẽ phân tích ở đoạn sau. Còn bây giờ chúng ta đi qua trước để chúng ta thấy rằng là thông tin chính thức là đã gọi tên CDC Đắk Lắk về việc này. Trên màn hình của các bác, đó là thông tin mới nhất. Đó chính là ngày 28 tháng 1, một lãnh đạo của Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đắk Lắk liên quan đến việc mua kit test của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Và theo lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, thì trước đó một tập đoàn đã tặng cho ngành y tế Đắk Lắk một máy xét nghiệm PCR của công ty Việt Á. Do máy của đơn vị này phải chạy kit test của đơn vị đó, nên CDC Đắk Lắk đã mua gần 20 kit test và thanh toán 6 tỷ đồng cho công ty Việt Á. Ngoài ra, CDC Đắk Lắk tiếp tục mua của công ty Việt Á một số kit test nhưng chưa thanh toán. Khi lãnh đạo công ty Việt Á bị bắt, thì CDC Đắk Lắk đã tạm dừng thanh toán cái việc này. Và cũng theo lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, thì công ty Việt Á đã tiếp tục tặng cho ngành y tế Đắk Lắk một số máy, nhưng do không mua được kit test nên chưa sử dụng. Và sau khi làm việc với Sở về phân cấp mua sắm trang thiết bị y tế, cơ quan công an đã làm việc với CDC Đắk Lắk để thu thập các hồ sơ mua sắm liên quan đến công ty Việt Á. Và các bác đã thấy đấy là cái thông tin mới nhất nha các bác. Và không biết rằng là sẽ làm việc gì với CDC Đắk Lắk. Và các bác ơi, các bác nào nhớ, cách đây tầm một tháng thì giám đốc CDC Đắk Lắk đã trả lời thế này. Và các bác cuối cùng lật lại để các bác xem rằng là giám đốc CDC Đắk Lắk đã nói thế nào. Cách đây một tháng, tức là ngày 20 tháng 12 năm 2021 ấy, là một tháng, thì khi trao đổi với ông Trịnh Quang Trí là giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk về việc mua sắm kit nghiệm công ty Việt Á, thì bác sĩ Trí nói rằng là đã mua với giá là 3 một lần 20.000 bộ với giá trả 367.000 và khoảng 6 tỷ đồng. Và ở đây ấy, cũng là do các bác nhuận và ông này có nói rằng là ông ấy không nhận lại quả. Đó. Ví dụ này, về quy trình, đây này, bên cạnh đó thì thông tin về giá cả thì được đăng tải công khai, được Bộ Y tế cho phép cho nên yên tâm. Thế nay mà anh Nguyễn Thanh Long anh ấy vẫn không phải chịu trách nhiệm thì cũng tải nhỉ các bác nhỉ. Đó. Và nếu mua sản phẩm từ nước ngoài thì mình sẽ không biết được giá thành sản xuất, còn trong nước thì có sự giám sát, sự cho phép của cơ quan chức năng để yên tâm, thì bác sĩ Trí đã lý giải như vậy. Và về quy trình thủ tục thì bác sĩ Trí khẳng định thực hiện đúng theo quy trình. Cụ thể, sau khi đơn vị lập kế hoạch trình lên Sở Y tế, rồi Sở trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, rồi sau đó CDC Đắk Lắk thuê đơn vị độc lập kiểm định, thẩm định cái gói thầu, rồi trình lên Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt giá. Tiếp đó thì hồ sơ sẽ trình lên Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra lại quy trình, rồi CDC mới thực hiện. Và CDC Đắk Lắk cũng đang chủ động làm báo cáo về việc này. Và ở đây các bác có thể thấy rằng là về quy trình thủ tục, đây chính là bên CDC Đắk Lắk là nha các bác. Còn có điểm lợi, có điểm hại thế này. Tôi xin chia sẻ với các bác một số cái điều để các bác có thể là tìm hiểu một chút về một số cái. Tôi sẽ đi tìm và trích dẫn cho các bác một cái văn bản để các bác thấy rằng là
cũng có nhiều điều khác nhau chứ không phải là chỉ có một thứ để mà làm đâu. Tôi lấy ví dụ như là các bác có thể thấy ở trong cái thời vừa rồi á, thì trong cái thời vừa rồi thì có thể thấy rằng là thường thường bên CDC sẽ trình và sau đó là bên phía của sẽ trình và sau đó rằng là lên sở kế hoạch đầu tư rồi vân vân, rồi đến sở tài chính, rồi sở y tế, rồi ủy ban nhân dân để mà phê duyệt cái việc này. Tuy nhiên báo cáo với các bác là không hẳn là như vậy, bởi vì nếu mà chúng ta nhìn vào một cái nghị quyết ấy, nó chính là cái nghị quyết được vào ngày 20 tháng 7 năm 2021 của chính phủ về cái việc mua sắm gói thầu liên quan. Thì tôi chỉ dạy các bác thế này, đây là cái nghị quyết về 79, nghị quyết 79 nghị định chính phủ. Nghị quyết này thì về việc mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ chống dịch COVID-19 của chính phủ và do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký. Có một cái điều nó rất là thú vị khi chúng ta nhìn vào cái việc này để chúng ta có một cách phân tích nó cụ thể. Vụ án Việt Á là một vụ án rất lớn và CDC03 không thể nào làm một mình được. Bởi vì CDC03 là nơi mà đưa ra cái vụ án này. Tuy nhiên bởi vì nó liên quan đến quá nhiều con người, quá nhiều tỉnh thành, ít nhất bây giờ đến thời điểm này là 62 trên 63 tỉnh thành, số tiền lại quả là cực lớn, khối lượng công việc là cực nhiều. Chính vì thế thì xin phép với các bác rằng là một mình C03 để con người vật chất có hạn thì đương nhiên sẽ phải có các tỉnh thành tham gia vào cái việc đó. Và hôm nay các bác có thể thấy rằng là công an Đắk Lắk đã chủ động để mà gọi anh CDC Đắk Lắk lên để mà làm việc. Tuy nhiên, vẫn có một số cái sự thiếu khách quan tùy tỉnh thành. Như ở Đắk Lắk các bác có thể thấy rằng là bên phía của giám đốc CDC Đắk Lắk có nói rằng là về quy trình thủ tục nhé, các bác đọc kỹ này, về quy trình thủ tục thì bác sĩ Trí khẳng định thực hiện theo đúng quy định, cụ thể sau khi đơn vị lập kế hoạch thì trình lên sở y tế, rồi sở trình lên ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sau đó CDC Đắk Lắk lại thuê đơn vị độc lập thẩm định giá thầu rồi trình lên sở tài chính thẩm định phê duyệt giá tối đa. Tiếp đó hồ sơ sẽ trình lên sở kế hoạch đầu tư kiểm tra lại quy trình rồi CDC mới thực hiện. Có nghĩa rằng là không chỉ đơn giản, đúng không? Nhưng mặt khác lại có thêm một cái nữa là bên phía của cái nghị quyết 79 như các bác mà tôi vừa trình bày với các bác, nghị quyết 79. Và nghị quyết 79 này thì các bác có thể thấy rằng là về mua sắm sinh phẩm phục vụ. Thế cho nên ấy, có một số trường hợp, một số tỉnh thành họ sẽ mua sắm, các CDC ấy, là sẽ mua sắm theo cái nghị quyết 79 của chính phủ. Nghĩa rằng không thông qua các bước như là anh Chí của bên CDC Đắk Lắk nói. Nhưng một số bên thì có. Đó. Thế cho nên ấy, khi mà các vụ án, các việc mà được đưa ra ấy, thì tôi nghĩ rằng là nếu như tỉnh thành nào, CDC nào mà mua sắm theo dạng như kiểu anh Chí kia thì nên để C03 hoặc là các đơn vị làm chéo nhau hoặc làm độc lập, chứ không thể để cho các tỉnh thành làm. Còn các tỉnh thành tự làm thì đương nhiên rất là vui, đúng không? Công an của tỉnh thành làm thì đương nhiên rất là vui. Thế nhưng công an cũng trong thường vụ, cũng trong ủy ban nhân dân tỉnh. Mà nếu như mà làm như vậy thì nó có một cái sự thiếu khách quan. Thiếu khách quan. Có nên chăng á, chúng ta cũng nên học một cái gọi rằng là hồi tị mở rộng, kiểu kiểu như thế. Mở rộng hoặc là một cái biến thể hoặc là một cái gì đó tác động, một cái tích cực của luật hồi tị. Ví dụ như là CDC của Đắk Lắk thì sẽ đi thanh tra và kiểm tra của Bình Phước chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ thế. Hoặc Bình Dương chẳng hạn. Hoặc là Đồng Nai chẳng hạn. Còn công an Đồng Nai thì sẽ đi làm ở Đắk Lắk. Hoặc là ở Đắk Nông. Còn công an Đắk Nông sẽ làm ở Lào Cai. Và công an Lào Cai sẽ làm ở Hà Nội. Kiểu kiểu như thế. Có như vậy thì mới đảm bảo được cái tính khách quan của sự việc. Và không có cái sự anh tôi ở đây. Đó. Còn đương nhiên với những tỉnh thành nào mà chủ động đưa ra được cái việc mà
là các CDC của tỉnh thành mình mà bị thì chúng ta cũng nên tuyên dương. Đấy, nên tuyên dương, bởi vì là tuyên dương kiểu gì, bởi vì là họ đã không ngại va chạm để làm cái việc đó. Thế đợt tới chúng ta xem rằng là tỉnh thành nào sẽ khởi tố cái vụ việc này và làm đến cùng cái vụ việc này nha. Đó, đôi điều các bác có thể hiểu rằng là chúng ta làm cái gì thì chúng ta cũng góp ý để làm cho mọi thứ nó tốt hơn lên. Còn đương nhiên là nếu như mà công an của bên làm chéo nhau với những cái việc mà liên quan đến cả sếp hoặc là những người ngang cấp với mình thì là tốt nhất, bởi vì sẽ không phải chịu áp lực. Không phải chịu áp lực. Ví dụ như anh công an Lào Cai mà đi làm với Đắk Lắk thì báo cáo các bác rằng là cũng đỡ bị áp lực. Nói không có áp lực thì không có, nhưng mà nó đỡ hơn là một cái người chính công an Đắk Lắk mà lại làm cái việc này, mà lỡ lại liên quan đến anh chủ tịch hay anh bí thư, hoặc giống như là ở bên Nghệ An chẳng hạn đấy các bác thấy, một anh phó chủ tịch anh còn nói như vậy thì người ta cũng ngại làm lắm chứ, có đúng không? Thế bây giờ mà đưa một cái anh công an Đồng Nai, anh Văn, hoặc là anh về anh ở bên anh Đinh Văn Nơi mà anh ấy về Nghệ An, anh ấy làm cái vụ này thì thế mới gọi là kinh điển, các bác đúng không? Ví dụ anh Đinh Văn Nơi mà anh về anh ấy xử lý cái vụ của bên bộ bên Nghệ An thì mới gọi là thú vị. Tôi cho rằng đấy cũng là một cái cách, không thể áp dụng cho tất cả các vụ án hay làm gì được, nhưng mà đấy cũng là một cái cách để mà những cái vụ án lớn, vụ án điểm thì chúng ta làm thế nào để cho khách quan nó minh bạch. Đó. Và khi nó liên quan đến những người mà ở cấp trên rồi, ví dụ như là anh giám đốc công an tỉnh chẳng hạn, thì anh ở trong thường vụ tỉnh ủy, thì trên anh còn có phó bí thư, còn có chủ tịch, còn có bí thư. Đó. Mà anh không phải, mà anh cũng chỉ là ngang bằng với cả những sở khác. Những sở khác thì như vậy là anh cũng chịu nhiều áp lực làm. Đúng không? Đôi điều tâm sự với các bác như vậy để thấy rằng là sẽ có một cái sự biến đổi về chất, nhưng mà chúng ta sẽ chờ đợi được tới xem là các CDC hoặc là các công an các tỉnh sẽ làm như thế nào. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.